Chào các bạn, lâu rồi cũng không có ra video. Nay mình quay trở lại, mình làm một cái video này, mình thấy nó hay hay, sẵn quay chia sẻ tới anh em luôn nha anh em ơi. Đó giờ tại vì đó giờ cũng không có xài cái này cho nên mình thấy nó lạ lạ, nó hay hay, mình mua về 2 kg đây các bạn, mua về 2 kg mình test thử, mình tính ngâm mình gãi ba cái sầu riêng của mình các bạn, coi nó thật sự nó có tốt không ha, có tốt như cái trên nó quảng cáo không các bạn. Đây này anh em nhìn, anh em biết cái bịch này bịch gì không anh em? À, này nhìn thấy nó cũng lạ lạ nha, này nhìn xa xa giống như cái mọt cưa hay là cái đất đất đai gì ha, nhìn không có giống, nhìn không không anh em không có xài nhìn không không ra ha. Đây là cái thật sự nó là cái gì các bạn, sự này là cái phân dơi nha các bạn. Phân dơi nhưng mà nó không phải là phân dơi của miền Tây mình, đây là phân dơi mà núi này, là vùng cao trên núi các bạn, thì người ta thu hoạch nó nát ra, nó nát nó nhuyễn như các bạn. Này là mình như mọt cười đó các bạn, khui khui cho các bạn coi ha, mình cũng chưa có xài đó giờ, đó giờ anh em miền Tây mình chắc cũng ít người xài cái này ha các bạn. Phân dơi thì hầu như là ai cũng xài rồi đúng không? Còn cái phân ba cái phân dơi núi này ở trên cao các bạn, trên núi trên cao mà cái hang động rồi đó, nghe nói vậy các bạn thì nó hôi kinh khủng các bạn ơi. Mở ra là nó hôi nặc nồng cái mùi cây thuốc các bạn, cái mùi cây thuốc hôi nặc nồng, cái mùi cây thuốc đây hôi dữ lắm các bạn ơi. Này nó không biết nó có pha trộn cái gì không trong đây không, mình cũng không rành nha, nhưng mà nó hôi cực kỳ hôi, hôi mùi cây thuốc, cái mùi mà cái cây đinh lăng mà các bạn ngâm rượu uống á, hôi y chang vậy, nó hôi mà nó cái kiểu mình hắt lên nó nồng nặc rồi nó nó mắc ói các bạn, hôi mà nó tanh à, rồi đổ ra bạn, mùi kinh khủng. Quay cái này bụi quá các bạn ơi. À, vậy cận cảnh là cho anh em thấy à. Đó. Cái này là dơi núi mà không biết là nó con dơi mà nó đây các bạn. Dơi mà nó đi phân ra rồi nó sao mà nó nát nhuyễn nhừ vậy đâu bạn. Này còn mấy cái hộp phân nè. À, còn mấy cái hộp phân này còn nhiêu nó nát sạch sẽ hết trơn ha. Này không biết phân cũ mới thì sao mình cũng không rành lắm, tại vì nếu mà phân dơi miền Tây mình á thì nó nguyên hạt á, nó nguyên hạt nó đen, nó đen và nó nguyên hạt nó có cái độ bóng á, cái độ chiếu chiếu á, còn cái thằng này thì nó cũng như đất mục với mọt cưa rồi á, mà hôi kinh khủng. Rồi bây giờ mình cái này thì mình không có gãi các bạn, cái này thì mình sẽ cho vô lu vô thạp để mình ngâm ha, mình ngâm đặng đặng ít bữa nữa mình gãi thử coi nữa, nếu mà tốt thì mình chuyển qua cái loại này mình xài luôn các bạn nha. Rồi nhớ anh em nào quan tâm thì mình theo dõi nha, theo dõi rồi cái bữa mình xài mình sẽ quay trực tiếp cho anh em xem cho vui ha, rồi mình tham khảo, nếu mà được thì anh em chuyển qua xài dòng này ha, nếu mà tốt mới được nha anh em. Rồi bắt đầu mình khoan anh em ơi, ngâm tưới ha. Rồi mình mới đổ ra xong các bạn ơi, đây là 2 kg nha, đây là 2 kg, bữa mình mua 2 kg ha, 2 kg thì đổ ra được cũng cả nửa thao các bạn. Rồi vô thạp luôn, thạp nè ngâm lên em ơi, quá bụi, bụi đóng camera luôn. Quậy lên em. Này cô không có biết, này cũng chưa có chắc chắn là nó có tốt hay không nha các bạn, cái này là mình chỉ mua về mình thử, cái số lượng ít ít thì mình mua về mình thử mình quay cho các bạn xem nha. Anh em nào đam mê tìm tòi học hỏi thì anh em theo dõi kênh mình ha, kênh mình thì lâu lâu cũng ra vài clip mà thử nghiệm mấy cái loại phân thuốc đồ mới mới anh em để áp dụng, nếu mà được thì mới áp dụng, còn không thì cũng không có áp dụng được. Quậy lên em, quậy lên. Cái này là theo mình thì anh em nên cho nó một cái tí dưỡng rễ vô nữa thì nó sẽ tốt hơn ha. Cái này thì chủ yếu là phân hữu cơ đó, nhưng mà sẽ pha thêm chừng nửa ký 1 ký humic vô nữa thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Vừa
có dinh dưỡng vừa có dưỡng rễ thì cái cây của mình nó mau bắt ha, nó mau bắt rồi nó mau ra rễ hơn ha. Ok anh em, cái này tới bữa mình tưới mình sẽ cho humic vô ha, rồi mình quậy đều lên là bắt đầu mình tưới được nha các bạn. Rồi ok, video đây kết thúc các bạn ơi. Đó, anh em chờ theo dõi cái video sau á, video sau thì mình sẽ cập nhật cho anh em xem cái mình tưới ha trực tiếp. Rồi ok, chào các bạn.